Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Java Ferrosi, một mẫu xe carbon cao cấp đến từ thương hiệu của Ý. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Đấy, toàn bộ phần khung của chiếc xe thì làm từ carbon. Thiết kế khung có những cái đường cắt trông rất là thể thao, nước sơn nguyên bản, xe do quá trình sử dụng tức là xe bãi có một số vết xước không thể tránh khỏi. Sử dụng vẫn toàn bộ đồ DK, vành vành cao bản DK, yên DK, ghi đông của Phúc. Thì DK này là một hãng phụ kiện thể thao thiết kế chuyên cho Java. Sử dụng bộ group của 105. Máy móc 105, phanh 3 mảnh của Pichu. Máy bật đạn. Chúng ta sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để các bác xem. Hai chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1 m. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. 6465 đổi đến 7475 đi là phù hợp. Xe đang bán với bên em mức giá là 16.900.000 bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 70993. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn chuông để nhận được thông báo về những chiếc xe mới bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, gặp lại các bác ở những video lần sau.